để mua cho nhỏ hình xế. Ừ. Bảo mua thôi mà để cho người ta bán cho sống. Trời ơi, con. Mấy đứa học trò lên sân này. Trời đất ơi, trời, có chồng hết trơn rồi, có vợ có chồng hết. Đứa nào lấy ba mấy bốn chục tuổi hết trơn, nhỏ nhỏ đó là 34 rồi. Thằng kế 32. Đó đó. Nó viết đơn cho con nó xin được nhận trợ cấp của hội khuyến học. Con này thấy em mới đi điều tra ra ai vẽ kế nhà em nói vào giúp xuống. Ai nhớ sư tỷ đâu? Đâu nhớ sớm em mà trợ cấp hội khuyến học gì? Trợ cấp gì? Hồi đó con em á, nó giỏi nó ngoan. Cái đề nghị trợ cấp hội khuyến học là gia đình khó khăn, mẹ đi bán vé số, cô mới thấy vậy cô nó ngoan á, cô mới đề nghị trợ cấp khó khăn. Cái chừng mỗi gia đình ơi mày là giàu nhất sớm. Không có, lúc đó khổ lợi. Khổ chưa? Tại vì người ta xin tiền hết rồi. Trời ơi. Không còn đồng bạc nữa. Nhiều tờ với số lấy chuyện tờ tao đang mày lựa tờ nào cho trời ơi bà già chồng ơi có lấy hai tờ đi ai mà không một tờ. Lâu rồi. Lâu rồi không nhập số 59 phải không? Bữa nay có 59. Lấy đi xong chúng cho. Đúng không? Kể chuyện tình. Đây, 20 phải không? Bạn đó là cô giáo luôn á. Ở toàn bộ đây là cô giáo là sếp. Nói mấy cô nè, bỏ từ cô đó qua cô đây á là còn dễ thương. Nói cái bà cô đó đó về để cái đất lại á. Cô nào đó mũi á, cô áo trắng trả lại. Cô này thì đúng rồi. Cô đất nhất nè. Thôi là trả tiền lại cô đó là. Ờ trả lại ta lấy cái tiền không ai trả được. Sư phụ của chị đó, sư phụ của tao đó, nhất của nó, sư phụ của chị, sư phụ của tỷ, có quý chị tỷ không? Sư phụ tỷ không? Sư phụ của tỷ, ừ. Sư phụ của tỷ làm đúng chuyện cấp trên nữa, người ta chứng. Còn nếu sư phụ của tỷ sơ sót thì phải để kiểm soát. Còn tỷ quý hết sư phụ đó, tại hãy biết ha. Cái bả đó. Đời không có gì không sao. Là thành tựu chị đó. Tại vì không phải do nó mới tiếp xúc lần đầu. Nó cũng dễ thôi, nó mới tiếp xúc lần đầu nó không biết. Đã nhức đầu rồi kệ bả. Tại mà. Không đủ nhớ gì. Sao cái cô này người ta dễ thương. Trời. Ta không có nói gì hết. Nói nghe nè. Cái gì đâu có nói gì đâu nhỉ? Tỷ lắm rồi. Chị em được. Trời ơi, chị em được của người ta đó. Chị em được đó. Chị em được, chị em được. Thì bả giống bà cô nội quá. Trời bả. Chạy bả. Rồi, lắc đầu không cho ai mua hết á. Rồi em đấu hay sao? Em không có lời em ế tội nghiệp em sao? Thấy không? Lâu lâu mới thở, biết bao lâu mới gặp. Đẹp giống em. Tỷ đẹp đầu chị không bằng phần hàng của em. Có tại em dán bao nhiêu kim. Quá trời em xí sợ. Ờ nhưng mà thấy thế nhưng mà tự nhiên tao mua cho mày rồi mà mày làm cho tao buồn rồi. Có sao đâu. Chiều nay lỡ chút độc đắc rồi cười. Rồi sao đỡ cười. Chị hai cái nói vậy rồi chị buồn á. Bả xấu rồi hơi đầu lo. Đẩy con đẩy vậy. Ngược lại chị nói là ngược lại đó. Đâu có gì đâu, mình nói chuyện vui chứ thôi chứ không dừng. Nếu tự bả nó cũng giận bả. Sao biết hả dạ? Bả mà chịu ở đây nữa thôi bả gì trời. Sao biết bả không có giận ai vậy? Sao vậy nó tướng hay sao ta? Ai cũng như bả ơi, đúng bả ơi mệt mệt chút thôi chứ bả không có giận. Ừ. Bực mình. Có đâu. Sư tỷ đẹp. Ừ, thằng này thôi đi bán đi chút. Trời ơi, quá trời luôn áo đẹp. Rồi, mang đi bán. Đau đừng có dỗ, nó đau quá à. Ừ, đẹp mãi nha. Cảm ơn chị vô bố tỉnh. Cho nửa chút ha. Cho bà này nhiều nha. Còn bỉa ta. Không phải, tiền của mình. Chị áo trắng bà chị thứ hai chị. Trời ơi, để qua bên đó hoài à. Cái bà này nè, bà dễ thương nè. Đẹp quá à, rồi. Đó. Cái bà đó bà đẹp hơn bà đẹp một chút. Vậy hả? Ừ. Ủa? Ừ. Cái bà này bà. Nhưng mà sao em biết là cái bà này bà không giận ai? Em có bố chứ. Bà có bà ở chung... chơi vậy cho bà giận ai? Bà ở có trường tu nhưng mà bà chưa có đi sâu vào nữa. Vậy hả? Bà đụng mũi không nổi đâu, mũi là người đi kiểm soát đó.